trước khi chị bày ăn gì, chị nói hên xui. Hên xui. Nuốt nè, cái này á ăn cho trôi, nuốt cho trôi nha. Trời ơi, tắt đèn luôn. Nó tôi nói là đèn tắt mà. Tôi nói cho cô tin nè. Không, tao nói dối đèn tắt đó thôi. Nha. Trời là trời nha. À bây giờ nè, không không nghe nói nè. Ông bà mình nói có câu là gì? Nếu mà tôi nói dối là đèn tắt đúng không? Nè, tôi nói dối. Đó, thấy không? Không có, cái này là sự cố đèn. Tiếp luôn. Nói thiệt đi, ở đây đâu ra. Trong trong khi đó nguyên một đoàn chúng tôi tập hùng hục. Chị đi Vĩnh Long chị quay quay phim mà chị về chị nghĩ cái này là chị đây xoa dịu chúng tôi được sao để đi để cầm. Chị Thủy sáng giờ chị ăn bánh mì tấp mỡ của em ngon không? Rất ngon. Vậy hả? Chị đầu độc cả đoàn luôn em tin không? Nhưng mà chỉ có mấy cái con múa nó không chịu ăn nữa, sợ nó nặng đề nó không múa được. Trong khi diễn viên ăn quá trời ăn luôn. Đó là tấp mỡ bánh mì của Minh Dũng. Tiền mặt nè. Rồi. Mỗi đứa lên 3 kg là ít. Làm gì có 2 hộp mà. Có 2 hộp mà làm gì lên tới 3 kg. Ăn hết bây giờ. Mỗi nội tạng không mà cưng ơi. Rồi, đang xin có lần về. Lên cùng. Anh em chị em chúng tôi là đang trên sàn tập vở Bích Hoa Cô Là Ai. Hôm nay là cái ngày mà chúng tôi chạy tuồng từ đầu tới đuôi. Đó. Gồm có chị Bích Thu, Đại Nghĩa, Tuyền Mập. Đó. Và cái người đang mà đứng ở trên đây là anh Đình Toàn. Đó. Anh đang chỉ đạo. Ơi. Đây, đó, đây là các diễn viên trẻ trẻ măng cụt. Đó, mọi người vậy, mới về để phụ anh Dũng. Vậy hả? Dạ. Ồ, anh cũng mới về mà. Dạ. Đây là mấy anh hậu đài dễ thương. Dạ. Hai mấy năm luôn hả anh? Dạ. Trời ơi, vậy là cứng cựa quá rồi. Đó, sáng sớm tôi lên tôi tập kịch đó, xong cái tôi mua đồ ăn nè, để bánh mì chay nè. Còn món này là món tuổi thơ nè cả nhà. Món này là món tuổi thơ nè, là bánh tráng đỏ ăn với lại nước mắm mà cái gì đó, me ngào đường đó mọi người. Đó. Mọi người có nhớ cái món này không? Món này là món là bánh tráng đỏ nè. Trời ơi. Tắt rồi. Bánh tráng đỏ với lại cái gì đó, me ngào. Rồi còn cái này là bánh mì nướng nè. Đó. Đó. Bánh mì nướng nè. Đó. Bánh mì nướng đó. Ngon không? Không phải khoai mì chứ. Khoai mì nướng á cả nhà, khoai mì xong cái người ta tán ra thành nhuyễn nhuyễn ra, xong cái người ta nhồi lại, cái người ta nướng lên tròn tròn vậy đó. 3 cái 20 ngàn. Còn đây đố mọi người là cái gì? Cái này là đó, cái này là khoai mì nè, bánh tầm nè, bánh tầm làm bằng khoai mì nè. Ôi trời ơi, sao mà sao tốt thua vậy trời. Đây. Bánh tầm khoai mì đó, bánh tầm khoai mì ngon không? Ăn với lại đường nè, này có bịch đường nè, đó bịch đường muối nè, rất ngon. Còn đây, đây là sản phẩm của tôi. Mấy ngày tôi đi tập kịch đó, cái xong rồi tôi cũng không có thời gian mà livestream, cái buôn bán cũng không được, cái tôi đem lên cho cả nhà ăn, mục đích là cho mọi người ăn xong rồi mọi người nào có nhu cầu á, mọi người mua thì mình đem lên cho người ta, giống như một cách bia thôi. Đó, đây là đồ của tôi bán, hạt dẻ cười nè, hạt nhân dân cơ, đào bột có hạt điều, rồi mực nè cả nhà, đó tôi đem lên vậy đó. Nó, ai ăn được thì ăn. Đó, mình đóng góp một chút đỉnh vào công sức trong quá trình tập luyện. Đó. Đó. Anh Đình Toàn, người mà coi như là kêu tôi về sân khấu EDK. Anh đang dựng vở đó cả nhà. Anh đang dựng vở đó. Nhạc dựng vở là hai người đó là anh nào? Canh nè,
đó. Ảnh điều hành ánh sáng, rồi cảnh trí, rồi tiết tấu của vở diễn như thế nào, diễn viên diễn ra làm sao, ảnh điều phối, ảnh điều hành dễ sợ không? Đó. Và đây này là đạo diễn nè, đạo diễn đó. Anh Toàn là coi như chung tay phụ với anh Thảo, hai người để tạo nên một cái tác phẩm hay. Mọi người nhớ đón xem nha, 19 tháng 10 xuất đầu tiên vào lúc 19 giờ 30 phút. Tới khi cô Thu, nhà của cô Thu lên, giữ cùm dừa xanh tung lại. Đây chị Thanh Thủy, chị Thanh Thủy chỉ đem bánh da lợn tới nè đó. Bánh dừa, bánh này cái bò, bánh bò. Bánh bò nước dừa. Khoai la, không phải, củ từ khoai mì. Đó, củ từ khoai mì. Đó. Ô, rồi bánh gì đó. Ê, nó nghe, ăn vậy rồi hỏi sao mà không mập ta. Thì đó, nè bánh, đố chị cái này gì á? Bánh khoai mì nướng. Ngon lắm. Đó, còn này tuổi thơ. Còn đồ nhà quê không biết không? Thấy không? Nè. Giống như là cái này là của anh Trịnh Minh Dũng mà. Của anh đó, đó mà tại vì rất là ông mới đi đám ma. Mai đâu? Chị Quỳnh Trinh á. Đây một giỏ sách nữa nè. Đây một giỏ sách đồ ăn nữa. Chị Tiết Thu đó, món gì vậy chị? Xôi bắp. Trời ơi, món quê không đó. Món ăn dân dã. Ở thị thành bây giờ nè mọi người thấy không? Bánh bò, khoai mì nướng, xôi bắp vô. Bánh da lợn, khoai mì nướng, xôi bắp, bánh tầm bì. Mày vô, bánh da lợn, xôi bắp, khoai lang, khoai mì. Rồi tiếp đi, sao có mấy cái vậy? Không, hạt điều. Đào bổ. Bánh tráng, khoai mì nướng, khoai mì dẻo, khoai lang, khoai tầm, da lợn. Rồi tiền mập. Hôm nay em đem gì lên vậy? Đem gì lên ăn vậy? Em đem em nè. Mọi người đem quá trời đồ ăn luôn á. Cơm trong giỏ em có quay. Gì không? Có thịt quay. Thịt heo quay hả? Hôm nay ăn chay hả? Thịt heo. Hôm nay người ta ăn chay mà em đem lên bánh mì. Tại người ta quay nhỏ bạn em ăn luôn. Bánh mì. Cơm cháy. Heo quay. Kho. Gì nữa? Trứng cút kho, heo quay trứng cút kho. Có ăn cái gì đâu. Heo quay trứng cút kho, bánh mì cơm cháy. Nè, cơm cháy nè mọi người. Bánh mì nè, bánh mì đặc ruột nè. Bánh mì chị em thích nè. Này ăn quá trời ăn luôn. Ăn cho béo phì luôn. Quá trời đồ ăn luôn. Người đem chút một chút thôi mà thành tiệm tập quá. Nó như một cái tiệc buffet. Cái tận cho em nó giống như nít vậy. Dạ. Rồi, đúng rồi. Tất cả các món. Tuyệt, cố gắng sắp cái văn lại và diễn nó sôi. Nhưng mà nó dễ thương đó đi. Ha, rồi. Sáng giờ chị thử hết tất cả. Hai bạn ăn tròn. Hai bạn thử hết tất cả các món nha. Trôi hết toàn bộ nhưng dứt câu nào thì dẫn câu đó. Chị trở về tuổi thơ đi. Còn các bạn bị nhẹ. Khi chưa làm việc gì hết. Mà một cái bàn thì kia nè, được bài ra. Ai tử kia đó mà mở là tầm bàn. Sao tao ghét đồ ăn mà có mùi trà, nước, hà lũ nước trà. Chứ trà sữa, trà xanh. Mọi người cũng đâu có buông tha cho tôi. Đây bình nước của tôi. Cái bình này nói. À. Cơm cháy 4 vị. Và cơm cháy 4 vị. Cơm cháy 4 vị. 4 vị vô một hộp hả anh? Một hộp hả? Rồi gì nữa, môi quá trời kìa. Cá cơm. Không phải. Cá cơm này mặn nha. Cá cơm của Ngàn An á, sao hôm qua không chịu đưa cho Ngàn. Đây, cái đó của Ngàn. Còn nữa không anh? Hết rồi. Hết là chê nha. Hết là chặt quê liền, liêu liền. Hết là liêu liền nha mọi người. Hồi nhớ sáng con nhớ lấy mấy trời ơi. Liêu. Cái này không
cái này đồ đắp mặt nạ. Tôi nhớ rồi, mọi người ăn ăn giấy không? Không thiệt, hồi nhớ sáng mới nhớ mở cái tủ đồ ăn. Ủa thì món như thiên hạ. Không. Mà nó nhiều quá. Mà ý là nó nhiều lắm. Cái này cá cơm của An hết, cất cho An đi. Có nha, góp vô cái của. Nói chung là con góp cái trường á. Có công có của đó. Không, cái cá cơm này cất cho An nó thằng An nó mua á, thằng An tài xế anh Nghĩa. Coi như tài xế nó có hùng. Thôi thôi, tôi kiểu như tài xế chùi đi ai kêu. Anh tài xế là mặt tài xế của anh luôn cười.